mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 43. Bài 8.5. Lớp 7A có 40 học sinh. Trong đó có 10 học sinh nam. Giáo viên gọi ngẫu nhiên một bạn lên bảng để kiểm tra bài tập. Hỏi bạn nam hay bạn nữ có khả năng được gọi lên bảng nhiều hơn. Tại sao? Thì lớp này có 40 học sinh mà có 10 học sinh nam. Như vậy thì số học sinh nữ sẽ là 40 trừ 10 là 30 học sinh nữ. Đó, mình thấy là số học sinh nữ nó nhiều hơn số học sinh nam. Cho nên là khả năng bạn nữ được gọi lên bảng nhiều hơn. Số học sinh nữ là lớp có 40 học sinh, nam 10 học sinh, thì lúc này nữ sẽ là 30 học sinh. Vì số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam. Vì số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam, 30 lớn hơn 10. Do đó, bạn nữ có khả năng được gọi lên bảng nhiều hơn bạn nam. Đồng ý không? Nữ nhiều hơn cho nên khả năng được gọi lên bảng nhiều hơn. Chúng ta xong 8.5. Chúng ta sang 8.6. Nam, Việt và Mai mỗi người gieo một con xúc xắc. Tính xác suất của biến cố. Câu A. Tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc lớn hơn 2. Thì mình biết rằng là con xúc xắc của chúng ta ở đây là con xúc xắc 6 mặt. Mặt 1 chấm đến mặt 6 chấm. Thì cái số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc ít nhất cũng là 1, 1, 1. Như vậy thì tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc sẽ là ít nhất là 1 cộng 1 cộng 1 là 3, là luôn luôn lớn hơn 2. Đúng không? Đó. Thì từ đây mình thấy rằng là đây sẽ là biến cố chắc chắn. Đây là biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn thì xác suất bằng 1. Biến cố không thể thì xác suất bằng 0, còn biến cố chắc chắn thì xác suất bằng 1. 8.6. Mình thấy rằng là tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc nó luôn lớn hơn hoặc bằng 3. À. Kỹ nữa thì mình ghi là 1 cộng 1 cộng 1 ha. Bởi vì 3 con này nhỏ nhất là 1 chấm, con thứ hai nhỏ nhất là 1 chấm, con thứ ba nhỏ nhất là 1 chấm. Đó. Tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc luôn lớn hơn hoặc bằng 1 cộng 1 cộng 1 là bằng 3. Do đó, đây là biến cố chắc chắn. Thấy chưa? Biến cố tổng số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc lớn hơn 2 là biến cố chắc chắn. Nên xác suất bằng 1. Ok, mình xong câu A.
Câu B. Tích số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc lớn hơn 216. Thường biết rằng là cái số chấm lớn nhất trên con xúc xắc là 6. Thì nếu mà 3 con xúc xắc đều xuất hiện là 6, thì 6 x 6 x 6 chúng ta sẽ được 216. Điều đó có nghĩa là tích số chấm trên 3 con xúc xắc luôn bé hơn hoặc bằng 216. Còn biến cố này là người ta nói là lớn hơn 216. Đó. Cho nên đây là biến cố không thể. Được chưa? Cho nên xác suất của nó là không. Câu B. Mình nói là tích số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc nó luôn nhỏ hơn hoặc bằng 6 x 6 x 6 là 216. Vậy đây là biến cố tích số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc lớn hơn 216. Mà mình đã lý luận là nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 216 thôi. Cho nên đây là biến cố không thể. Được chưa? Đây là biến cố không thể. Nên xác suất bằng 0. Biến cố không thể thì xác suất bằng 0. Rồi, mình xong 8.6. Chúng ta sang 8.7. Một túi đựng 6 tấm thẻ được ghi các số. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi, tính xác suất để câu A rút được thẻ ghi số chia hết cho 7. Thì mình thấy rằng là trong các số này không có số nào chia hết cho 7. Được chưa? Không có số nào chia hết cho 7. Cho nên là đây là biến cố. Biến cố gì? Biến cố không thể, đúng không? Cho nên xác suất nó bằng 0. 8.7. Mình nói là trong các số đã cho, không có số nào chia hết cho 7. Câu A. Trong các số đã cho, không có số nào chia hết cho 7. Nên đây là biến cố không thể. Vậy xác suất của biến cố này là không. Biến cố không thể thì xác suất bằng 0. Câu B. Rút được thẻ ghi số lớn hơn 5. Mình thấy rằng là trong các số này, số nào cũng lớn hơn 5 cả, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta rút được một thẻ thì chắc chắn thẻ đó ghi số lớn hơn 5. Ok. Cho nên đây là biến cố chắc chắn. Biến cố chắc chắn thì xác suất sẽ bằng 1. Mình nói là trong các số đã cho, tất cả đều lớn hơn 5. Được không? Câu B này. Tất cả các số đã cho đều lớn hơn 5. Được chưa? Tất cả các số đã cho đều lớn hơn 5. Vậy đây
là biến cố chắc chắn. Đó. Mình lười á thì mình ghi là đây là biến cố chắc chắn. Còn nếu mình ghi đầy đủ á thì biến cố rút được thẻ ghi số lớn hơn 5 là biến cố chắc chắn. Đó, nếu mình ghi đầy đủ là như vậy ha. Vậy đây là biến cố chắc chắn. Do đó xác suất bằng 1 ha, biến cố chắc chắn thì xác suất bằng 1. Rồi, mình xong 8.7. Chúng ta sang bài 8.8. Tại một hội thảo có 50 đại biểu, trong đó có 25 đại biểu nam. Phóng viên chọn ngẫu nhiên một đại biểu để phỏng vấn. Tính xác suất để đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ. Thì mình có là 50 đại biểu mà 25 đại biểu nam. Thì còn lại sẽ là 25 đại biểu nữ. Đúng không? Thì nếu mà làm trắc nghiệm á, thì để tính được cái xác suất này, xác suất này thì chúng ta lấy số đại biểu nữ chia cho tổng số đại biểu thì chúng ta sẽ được xác suất là 25 phần 50. 25 phần 50 chúng ta rút gọn là 1 phần 2. Đó, nếu mà làm trắc nghiệm là chúng ta có thể tìm nhanh được đáp án này ha. Còn mình làm tự luận thì mình sẽ trình bày nó sẽ đầy đủ hơn. Đây, 8.8. Thì việc đầu tiên chúng ta đi tính số đại biểu nữ. Số đại biểu là 50 trừ 25 bằng 25 người. Rồi tiếp theo, do chúng ta chọn ngẫu nhiên và số đại biểu nam bằng số đại biểu nữ. Số đại biểu nam bằng số đại biểu nữ. Cho nên là biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ và biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nam là đồng khả năng. Được chưa? Đồng khả năng. Và vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này, cho nên là cái xác suất của biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ sẽ là 1 phần 2. Do chọn ngẫu nhiên và số đại biểu nam bằng số đại biểu nữ. Số đại biểu nam bằng số đại biểu nữ. Nên biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ và biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nam. Đó, hai cái biến cố này, đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ và biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nam sẽ đồng khả năng ha. Là đồng khả năng. Và vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. Nên
xác suất, nên xác suất của biến cố đại biểu được chọn, đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ. Biến cố đại biểu được chọn phỏng vấn là nữ là 1/2. Ok. Đó. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. À. Mà hai biến cố này là đồng khả năng. Cho nên là mỗi biến cố có xác suất là 1/2. Cũng giống như là đồng xu sắp và ngửa vậy ha. Rồi chúng ta xong 8.8. Chúng ta sang 8.9. Một túi đựng 8 quả cầu, 8 quả cầu được ghi các số này. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong túi, tính xác suất để A lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3. Rồi nếu mà làm trắc nghiệm thì mình làm nhanh như sau. Chia hết cho 3 là mình có một số này, hai số này, ba số này, bốn số, được chưa? Bốn số này chia hết cho 3. Bốn số chia hết cho 3 mà mình có tất cả là 8 số. Đó, cho nên xác suất lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3 là 4/8. 4/8 chúng ta rút gọn là 1/2. Mình xong câu A. Câu B, lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11. Chia hết cho 11 thì mình thấy là chỉ có số này thôi. Chỉ có số này chia hết cho 11. Chỉ có một số chia hết cho 11 trong 8 số. Được chưa? Có 8 số mà một số chia hết cho 11. Cho nên xác suất lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11 là 1/8. Và câu C, lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18. 12 hoặc 18 là chúng ta có hai quả cầu trong 8 quả cầu. Được chưa? 2 trong 8. Chúng ta rút gọn là 1/4. Đó. Cho nên là xác suất câu A là 1/2, xác suất của câu B là 1/8 và xác suất của câu C là 1/4. Đó, nếu mà trắc nghiệm thì chúng ta làm nhanh như vậy. Còn bây giờ tự luận thì mình sẽ trình bày đầy đủ. 8.9 nè. Câu A nè. Thì mình thấy rằng là có 4 quả cầu ghi số chia hết cho 3. Được chưa? Có 4 quả cầu ghi số chia hết cho 3. Đó là số 12 này, số 18 này, số 24 này và số 30. Có 4 quả cầu ghi số chia hết cho 3. Và còn lại là 4 quả cầu ghi số không chia hết cho 3 và 4 quả cầu ghi số không chia hết cho 3. À, giống như hồi nãy là 25 nam 25 nữ đó, cho nên là hai biến cố đồng khả năng xảy ra. Còn bây giờ cũng vậy, có 4 quả cầu ghi số chia hết cho 3 và 4 quả cầu ghi số không chia hết cho 3. Được không? Do đó biến cố thì viết tắt nè, biến cố lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3 và biến cố lấy được quả cầu ghi số
không chia hết cho 3. Hai biến cố này là đồng khả năng. Được chưa? Vì 4-4 mà. Đồng khả năng. Đó. 4 quả cầu ghi số chia cho 3. 4 quả cầu ghi số không chia cho 3. Trên hai biến cố này là đồng khả năng. Và vì luôn xảy ra duy nhất. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này. Nên xác suất. Nên xác suất lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3 là 1/2. Nên xác suất lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 3 là 1/2. Được chưa? Có hai khả năng đồng khả năng xảy ra. Cho nên là xác suất của hai khả năng này lần lượt là 1/2. Mình xong câu A. Câu B, lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11. Thì mình thấy là có 8 quả cầu, đúng không? Và biến cố lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11 chính là biến cố lấy được quả cầu ghi số 22. Đó. Và vì mỗi quả cầu có khả năng lấy được là như nhau và có 8 biến cố đồng khả năng xảy ra. Được chưa? Và luôn xảy ra một trong 8 biến cố này nên xác suất cần tìm sẽ là 1/8. Câu B nè. Biến cố lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11. Lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11. Biến cố này chính là biến cố lấy được quả cầu ghi số 22. Lấy được quả cầu ghi số 22. Vì mỗi quả cầu có khả năng lấy được như nhau nên 8 biến cố này đồng khả năng. Nên 8 biến cố này có đồng khả năng. 8 biến cố chính là biến cố lấy được số 12 này, biến cố lấy được quả cầu ghi số 18 này, biến cố lấy được quả cầu ghi số 20, vân vân. Đó là 8 biến cố này ha. Nên 8 biến cố này có đồng khả năng và luôn xảy ra một trong 8 biến cố này. Nên xác suất cần tìm là 1/8. Đó. Hay nói đầy đủ là xác suất lấy được quả cầu ghi số chia hết cho 11 là 1/8. Rồi chúng ta qua câu C. Thì nếu mà làm trắc nghiệm thì rất là nhanh. Chúng ta tìm được là 2 quả cầu trong 8 quả cầu. Cho nên xác suất cần tìm là 2/8 là bằng 1/4. Còn mình trình bày trắc nghiệm thì mình làm như sau. Chúng ta xét 4 biến cố sau.
Biến cố A. Biến cố A đây. Biến cố A là lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18. Biến cố A là lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18. Biến cố B lấy được quả cầu ghi số, biến cố A là 12 18 này, biến cố B là 20 22. Ghi số 20 hoặc 22. Được chưa? Đó, tương tự như vậy, biến cố C lấy được quả cầu ghi số 24 26. Và biến cố D lấy được quả cầu ghi số 30 34. Đó. Biến cố A lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18, biến cố B lấy được quả cầu ghi số 20 hoặc 22, biến cố C lấy được quả cầu ghi số 24 hoặc 26, biến cố D lấy được quả cầu ghi số 30 hoặc 34. Đó, chúng ta xét bốn cái biến cố này. Thì chúng ta thấy rằng là biến cố A xảy ra khi lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18. Đúng không? Biến cố A nó xảy ra khi lấy được quả cầu ghi số 12 hoặc 18. Đồng ý chưa? Tương tự như vậy, biến cố B nó xảy ra khi lấy được quả cầu ghi số 20 hoặc là 22. Biến cố C nó xảy ra khi lấy được quả cầu ghi số 24 hoặc là 26. Và biến cố D nó xảy ra khi lấy được quả cầu ghi số 30 hoặc là số 34. Đồng ý chưa? Và do chúng ta lấy ngẫu nhiên. Do lấy ngẫu nhiên. Nên mỗi quả cầu có khả năng được lấy là như nhau. Được chưa? Vậy bốn biến cố A, B, C, D là đồng khả năng. Vậy bốn biến cố A, B, C, D là đồng khả năng. Đó. Và vì luôn xảy ra duy nhất một trong bốn biến cố này. À. Vì luôn xảy ra duy nhất một trong bốn biến cố này. Nên xác suất của biến cố A là 1/4. Đó. Chúng ta trình bày giống như ví dụ 2 ở trang 42 ha. Còn trắc nghiệm thì chúng ta làm nhanh như này. Rồi, chúng ta đã xong bài tập ở trang 43. Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment. Còn nếu mà thấy video này hữu ích thì nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau. Thầy An chúc các em học tốt.